Thành quả đi chí về này cả nhà ơi. Đây. Đi từ 3 giờ rưỡi giờ đến 6 giờ kém rồi. Được có bằng này thôi à. Cá này. Cá này là cá chạch à. Cá này là cá bóng đá này, mình thích ăn cá này này. Cá này ăn rất là ngon. Có tiêu. Toàn là cá nhỏ nhỏ thôi à. Hello cả nhà. Cả nhà ơi. Đi bắt. Đi bắt cá với mình nhá. Hôm nay tụi mình đi thấy nóng quá trời, nóng quá đi bắt cá này. Đây. Đội gồm có bằng này người. Đi bắt là suối AMH này cả nhà. Suối AMH tức là thác AMH bữa trước mình quay video ấy. Biết có cá hay không đây. Nghi quá à. Nước trong veo. Ê cá kìa. Ừ. Lên lên, bố lên lên. Đây. Ông răng đi đi mai đi. Đúng bài ngày xưa nhá. Biết hứng không đó? Xe mà hứng kìa. Ơ ờ, hay nhỉ. Đó đó đó. Để ý, phải để ý, phải xe mà hứng. Ngày xưa suối này nhiều cá to lắm cả nhà ơi. Nhiều cá rất là to nha. Mà cá dạng giống như là cá ngon ấy. Mà giờ không có nữa. Đi dí nhiều rồi. Người ta đi dí nhiều rồi. Nên giờ không có cá nữa. Đi hái rau luôn cả nhà. Hái rau dân sĩ cả nhà. Đầy nhỏ tí này. Con này được rồi. Thank you.
đồi trọc hết rồi cả nhà ơi. Vì cuộc sống bà con nên là đồi trọc hết rồi. Cái quả đồi này bữa trước mình kể chuyện là mình đi làm á cả nhà. Mình đi làm mà leo lên thì được, làm thì được, nhưng mà đến lúc xuống ăn cơm á trưa mình không thể nào mà leo xuống được. Gần như là muốn khóc luôn. Nhìn vậy chứ mà dốc lắm đấy cả nhà. Rồi bây giờ mà đi làm chỗ này chắc là chết quá. Hồi xưa thì có sức đi làm thật. Nhìn nó dốc lắm đấy. Mình quay thì không thấy dốc như chứ mà đi leo lên đấy dốc lắm đấy cả nhà. Mấy đứa kia nó đang bắt cá kìa. Cá nhỏ tí à. Không có cá to. Mình được giao nhiệm vụ là hái rau. Thôi thì mình hái rau. Ây da. Hái rau dương sĩ. Ôi. Cảnh hoàng hôn cả nhà, nhìn kìa, mặt trời sắp lặn dưới chân núi rồi. Rất tiếc là cái máy của mình quay nó không có được nét lắm. Cả nhà ơi, cả nhà biết cây này là cái gì không? Đây. Bữa trước mình có đọc ở đâu đó cái tờ báo kêu là cái này cái thuốc gì á, đại khái là cái thuốc tráng dương hay cái gì gì ấy. Đây cả nhà, quả của nó, lá của nó này, ở đây nhiều ghê luôn này, một bãi luôn, toàn là cỏ này không à. Đó, cây này thôi, rất là nhiều. Mình đi như thế này, mình thấy mấy cái cảnh như thế này, mình nhớ lại cái thời thơ ấu săn bắt hái lượm của mình quá cả nhà. Thật luôn á, mình không đùa đâu. Cuộc sống thời thơ ấu của mình thật sự là cuộc sống săn bắt hái lượm. Kể cả bây giờ cũng thế, một số những người già già, những người lớn tuổi đấy, họ vẫn cứ duy trì giống như thời ngày xưa ấy. Chỉ họ chỉ thay đổi một chút thôi. Đây, ngăn như thế này cho nó chạy bên này, xong rồi là bên kia thì bắt cá. Ngày xưa, nhớ lại ngày xưa, nó nhiều cá, nhiều vô kể luôn. Cứ mỗi lần mà người lớn mà rủ nhau đi đắp bắt cá như thế này này, ui bọn trẻ con mừng lắm, mừng được thấy cá nhiều ấy. Bắt thì không bắt được nhưng mà thấy cá nhiều thích. Đắp xong như thế này, xong rồi bắt đầu người lớn người ta kiếm cái cây gì á, nói chung là cái cây đấy đập lột cái vỏ nó ra, xong rồi đập cho nó nát. Bắt đầu là cái vỏ cây đấy thả xuống nước, bắt đầu cá nó xay ấy cả nhà. Cá nó xay xong rồi dễ bắt lắm.
nó không có đi đâu được, cứ quanh quanh quẩn quẩn thôi. Nhớ lại ngày xưa. Ngày xưa cứ dọc bờ sông, bờ suối như thế này, không có chỗ nào mà không có dấu chân của mình hết á. Khi thì đi kiếm rau heo, khi thì đi hái rau, rau ăn. Đây, hái rau như thế này này. Xong rồi hái rau heo nữa. Hái rau heo thì khi thì cắt môn, khi thì cắt mấy cái lá này này. Lá tàu bay này. Làm rau heo. Nên là ở bờ sông, bờ suối nào mình cũng lội hết. Hồi đấy chắc tầm tầm 10, 12 tuổi gì đấy. Cuộc sống nó cực khổ lắm luôn đó cả nhà. Không được như bây giờ đâu. Buổi sáng sớm 3 giờ mẹ lôi ra dậy giã gạo rồi. Cái lúc mà lớn lớn một chút đấy. Lúc mà 15, 16 tuổi ấy. Đâu 14, 15 tuổi chứ. 16 tuổi lúc đấy là mình đi học xa rồi. 3 giờ là mẹ lôi ra dậy giã gạo. Ông được ngủ nướng như cái tuổi này, cái tuổi nhỏ bây giờ, cái tuổi nhỏ bây giờ đi học thì 5:30 nó mới dậy, 6 giờ nó mới dậy, còn không đi học nướng đến 8, 9 giờ mới dậy. Mình ngày xưa còn lâu mới được như thế. Thử không dậy sớm coi, bà già bà ca như cái gì à? Hay già nhìn này. Nhà nhìn thấy dốc không? Chốc đứng đi chứ. Không biết cả nhà thấy mình quay có thấy dốc không? Ở đây mình thấy dốc đứng luôn đó nha. Bên kia kìa, nhất là bên kia kìa. Đi làm cái chỗ này mưa khỏi xuống luôn á. Hết bình rồi à? 100. Estom bơm rượu bơm estom sao gì hoài? Hả? Cái cô áo đỏ kêu là lần đầu tiên làm chuyện ấy. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên đi bắt hứng hứng cái vợt bắt cá. Còn con bé kia thì kêu là đi dí cá chi mà chả y là nói mình ấy, chả thấy bắt cá, toàn đi trên bờ. Cá to kìa, cá to kìa.
Một con nữa, còn một con nữa. Đang rơm này lá, đang rơm này. Ở đây có lá dông luôn. Cái sung này. Cái sung to này cả nhà. Hiện tại là hoàng hôn buông xuống miền Sơn Cước rồi cả nhà ơi. Mặt trời đã lặn sau chân đồi rồi. Sau chân núi rồi. Ở đây cây này nhiều ghê luôn á. Nó cũng giống như cây dương sĩ cả nhà, nhưng không phải cây dương sĩ. Nó có lông xù xì. Còn cây dương sĩ thì nó không có lông. Cây này thì không ăn được. Đây. Nó có lông như thế này. Còn đây là cây dương sĩ này. Cây dương sĩ này nó khác hẳn luôn này. Đó. Cây này thì không ăn. Không ăn được. Rẫy mì của bà con này cả nhà. Tít ở trên đồi này đó, đem được một bao mì về nhà là cả một vấn đề luôn ấy. Hình như là chủ nhà đang lăn mì xuống này, lăn ở chỗ cái khóm le đây này. Chủ nhà đang lăn mì xuống ấy, nghe tiếng. Kìa cái bao mì, một bao đây, một bao đã tới đây rồi đó. Đây, lăn từ đây nhé cả nhà. Lăn từ đây này. Chạy theo đây. Đó. Thank you.
đi lại cái tuần gì vậy? Bác mì về nhà này. Qua cái đám ruộng, và qua cái đám ruộng này tới chỗ kia. Đó, tới chỗ đó mới có đường xe đi á cả nhà. Khổ ghê á. Đi về cả nhà. Để xem là được như thế nào. Đấy là xem nào. Lấy rau xem nào. Chết sang luôn, lằng mặn nhỉ. Ừ. Đây. Cả một cả một bụi này không thấy gì hết. Toác ăn. Ừ. Được bằng này này cả nhà ơi. xem có cá gì nè. Bỏ xuống dưới xem nè. Có cá bóng đá. Cá rô phi. Cá rô phi. Can clon, can pư, can tông. Đây cả nhà. Giờ một con cảnh thét ngàn cho tụi. Đây. Cá lung tung, cá lộn xộn, lung tung sơ đen. Đây là cá gì đây nhỉ? Cá nai đúng không? Phải không ta? Cá bông. Cái này cá nai chứ. Điểm mục tiêu nó em. Để xem con cá bóng nè. Con cá bóng đá nè. Con nè. Vì. Con mân mẹ. Ừ. Đây. Cá bóng đá này cả nhà nhìn đẹp chưa? Đẹp nhỉ? Cá này đặc biệt nó chỉ bám đá thôi. Bám đá nó ăn rêu ở trong đá đấy, ăn ngon lắm cả nhà ơi, kho tiêu rất là ngon. Ui dạ, đi về, đi qua cái đám ruộng này, ở bên kia là có đường xe. Bây giờ chắc 6 giờ rồi nhỉ. Đây này, bỏ cá vào này. Này. Sao giảm này hả lạ? Thanh niên vác mì này, tội chưa? Đi cả một đoạn đường này vác. Mới tới được cái chòi kia. Sức thanh niên mới làm được. Già chắc chịu thôi. Đây là chòi ngoài rẫy nhé cả nhà. Chòi gia đình của cái anh thanh niên lúc nãy á. Ở đây nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo ở trong rẫy trong ruộng luôn. Chủ rẫy thỉnh thoảng là ngủ lại. Đêm ngủ lại ngoài rẫy luôn. Nhìn chưa? Đã chưa? Gà vịt này đã chưa?
Hả? À, đang hỏi là có cá không? Có được ít chứ mấy. Nhậu à? Có sao đâu. Đi tới biển cơ vậy? Mấy anh em đang lai rai. Bò này. Gia đình này là gia đình gương mẫu, gia đình làm kinh tế giỏi ở đây đấy cả nhà. Trồng chanh dây, ruộng lúa, rẫy mì, rẫy cà, rồi như là chuyển đổi trồng dâu nuôi tầm nữa sao. Nãy mình quên quay cái rẫy dâu ấy. Thôi chắc mình xin kết thúc clip tại đây nhé cả nhà. Nếu cả nhà xem mà thấy hay á, cho mình xin một like. Nếu như mà cả nhà có đi ngang qua thấy thấy kênh của mình mà nổi lên á, cho mình xin một chấm đăng ký nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều nhá. Bye bye. Giờ là chiều rồi đấy.